see hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Get me out of now. Chào mọi người nha. Mình mua cái miếng lưới khổ dài 2m2, ngang 1m2, là bỏ vừa cái giá nóc trên mui xe Suzuki luôn. Cái xe của mình xài ngang 1m hơn một xíu, 1m2, dài 2m, nên mua 2m2 để mình bẻ hai đầu cao lên 10 phân của hai đầu, bẻ ngoắt lên là được. Khổ nó 1m2. Giờ thì bẻ góc cho nó cong lên rồi bỏ lò tỏm trong thôi. Cũng không khó lắm, nhưng mà cẩn thận vì nó xước vào tay. Hay sau một hồi gò thì cũng nhét cho được, vuông vức đẹp, bỏ đồ không sợ bị lăn rớt ra ngoài. Đó, mọi người xem được không? Rất là chắc chắn. Giới thiệu mọi người, đây là cái bình nước của mình gắn ở phía sau đuôi xe, tiện thể làm giá nóc rồi mình tháo cái đuôi mình làm luôn. Thôi hẹn video sau nha mọi người. Mọi người nhớ bấm đăng ký, chia sẻ và theo dõi nha. Chào mọi người.